Hi, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Vậy là chúng ta đã sang đầu năm 2021 rồi. Mặc dù là phiên bản mình đang có ngay bên cạnh mình đây là AMD Radeon RX 6900 XT được ra mắt vào cuối năm 2020. Thế nhưng mà sang tới đầu năm, nói chung là gọi là đầu năm thôi, hôm nay mới có, hình như là mùng 2 thôi, mình mượn được phiên bản RX 6900 XT. Đây là phiên bản tham chiếu tới trực tiếp từ AMD, mình mượn mãi mới được đấy. Thực ra thì trong một số các năm trước, các phiên bản mình mượn chỉ chủ yếu là các phiên bản được custom lại rồi. Còn các phiên bản tham chiếu, việc mượn được hay mua được ở Việt Nam là vô cùng khó. Tuy nhiên, ở trong năm nay, từ năm 2020 tới 2021, các bạn hoàn toàn có thể mua được các phiên bản tham chiếu tới từ AMD. Cụ thể thì một chút nữa mình sẽ review chi tiết cho anh em là tại sao năm nay phiên bản tham chiếu, tức là phiên bản có kích thước, những cái phiên bản tiêu chuẩn do AMD sản xuất ra lại được bán được rộng rãi và được nhiều như thế. Thì cụ thể một chút các bạn có thể nhìn thấy ngay tên mã ở đây và hình thức thiết kế ngay bên ngoài đây. Đây là phiên bản Rep thôi, bản Founder Edition mà có tận 3 quả tản nhiệt, và khi mở ra đấy các bạn có thể nhìn thấy là chào mừng tới với đội đỏ. Nói chung là đây là dòng chữ cảm ơn, cụ thể là do AMD gửi lời chúc tới các bạn, tức là lời cảm ơn các bạn đã chọn sản phẩm gaming của AMD. Thực ra tiếng Anh của mình không được giỏi lắm nên mình không dịch chi tiết. Và đây, cái phần đóng hộp các bạn có thể nhìn thấy là cái sự cao cấp của sản phẩm. Ở đây thì chúng ta sẽ có hình ảnh của card họa, các cái phần làm nổi bật lên đây. Một chút nữa mình sẽ nói lý do tại sao các cái phần xung quanh hệ thống cánh quạt lại nằm nổi bật. Rồi mình sẽ đặt sản phẩm này ra ngoài, bởi vì đây cũng chỉ chủ yếu là chứa thư cảm ơn với lại để chống sốc cho sản phẩm thôi. Đó, các bạn đợi một chút để mình lấy cạc ra. Cạc tương đối nặng. Rồi, đây mình đang có nhân vật chính. Đây các bạn có thể nhìn rõ cả vỏ hộp lẫn sản phẩm mình đang có đây. Quảng cáo như nào thì hình thức thật cũng trông ỉa như vậy. Và cạc cầm cực kỳ nặng tay luôn. Và khi các bạn nhìn vào hệ thống tản nhiệt trước đi, các phiên bản của AMD, các phiên bản Founder Edition, bản Rep của AMD thường bị than phiền là tương đối nóng. Thì ở trong năm 2020 và 2021 thì AMD đã cải tiến được vấn đề đấy. Thực ra thì phiên bản 3 quạt đã xuất hiện từ thời Radeon 7 rồi. Thế nhưng mà phiên bản Radeon 7 không được lòng anh em lắm, thế nên đã đổi sang phiên bản này 6900 XT thì mình thấy sẽ hiệu quả hơn. Về phần thiết kế, mình nhìn đây mình không biết bên trong đây có lõi đồng không, mình đã hỏi AMD có được mở cái không và câu trả lời tạm thời là không. Sắp tới thì mình mong mình sẽ mượn được một phiên bản mình có thể mở ra để show cho anh em thấy bên trong hệ thống như nào. Và khi mình nhìn ngay bên ngoài thôi mình thấy được đó chính là hệ thống các cái lá nhôm cực kỳ dày đặc, toàn bộ là nhôm luôn, và nó được sơn đen hết toàn bộ luôn. Và mình sẽ nói tới cái phần vỏ hộp bên ngoài, các bạn nhìn thấy đây, xung quanh cái cạnh viền của quạt thì đều được làm sáng bóng lên. Lý do đơn giản bởi vì xung quanh những viền đây đều được cắt CNC cực kỳ sắc và bóng luôn, tạo cho mình cái cảm giác gọi là cao cấp và phản sáng khi mà ánh đèn xung quanh mình chiếu vào, cả kiểu lấp lánh. Và hệ thống quạt, thay vì là hệ thống cánh quạt thông thường thì đây các cánh quạt đã được nối với nhau, được bởi một cái vòng được ốp ngoài quạt để cho hệ thống khí khi mà hút vào, đẩy vào thẳng hệ thống tản nhiệt sẽ không bị được gọi là rò rỉ ra bên ngoài. Thì hệ thống tản nhiệt hoạt động sẽ tốt hơn. Bởi ba quạt các bạn thấy không phải ba quạt to nhé, ba quạt là ba quạt nhỏ. Mình nghĩ là sẽ cái cạc này mặc dù là ba quạt nhưng vẫn có thể cắm được hầu hết các cái vỏ cây trên thị trường mà không gặp bất kỳ một hiện tượng gọi là kén vỏ cây, trừ những vỏ cây mini ra. Mini thì các bạn cần phải mua phiên bản nó phù hợp nhất. Rồi thì mình đã nói thêm về mặt hình thức. Thế như mình sờ thấy, mình cảm nhận được là đa số chắc là rơi vào khoảng chừng 90% cạc được làm từ kim loại, những phần ốp chính ấy. Còn những khu vực như kiểu đèn LED, mình đang nằm đây này, đèn LED logo của Radeon chắc chắn sẽ phải làm từ nhựa rồi, khu vực này làm từ nhựa. Và cạnh viền đỏ chạy xung quanh đây, đây cạnh viền luôn nhá, cắm vào sẽ không sáng LED đâu. Và hệ thống cấp nguồn sẽ sử dụng hệ thống cấp nguồn là 2 cổng 8 pin. Nhân tiện nói về cổng cấp nguồn thì mình sẽ đề cập tới thông số của RX 6900 XT. Khi mà mình đã cắm vào đây, các bạn có thể nhìn thấy là mình đã sử dụng 2 cổng cấp nguồn 8 pin. Và bộ nguồn khuyến cáo ở ngay trên trang chủ của AMD đã đề xuất là bộ nguồn có công suất tối thiểu là 850W. 850W không phải là một bộ nguồn có công suất thấp một chút nào nếu xét về mặt bằng chung. Thế nhưng mình thấy 850W là bộ nguồn công suất tương đối lớn nếu như xét các game thủ. Và lý do để lý giải cho việc này bởi vì AMD cũng đã khuyến cáo rằng card họa có thể ăn tới tận 300W điện. Còn thực tế ra khi mình sử dụng thì với BIOS ở thời điểm hiện tại là đầu năm 2021 thì mới chỉ ăn có tới 250W tới 260W điện mà thôi, tức là vẫn còn tương đối thoáng để có thể sử dụng. Thế nhưng phải thừa ra một chút, bởi vì cách tính công suất nguồn thì các bạn sẽ lấy công suất của CPU, công suất của VGA và cộng thêm 200W nữa, thì đấy chính là bộ nguồn các bạn sử dụng. Bởi vì nếu như các bạn đã bỏ ra một mức tiền loanh quanh khoảng độ hơn 30 triệu đồng cho cả loại RX 6090 XT thì chắc chắn CPU các bạn sử dụng cũng phải thuộc CPU tương đối đầu bản một chút, có thể là Intel Core i7, Intel Core i9, Ryzen 7 hoặc là thậm chí là Ryzen 9 thì các mẫu CPU đấy đều oan lượng điện năng tối thiểu, mình cứ lấy trung bình đi là khoảng 200W điện, 200W điện cộng với cạc nữa, cạc mình nhớ là khoảng 300 đi, gọi là 300 đi cho tối ưu, 200W cộng với 300W thì là các bạn đã có 500W cộng thêm 200W nữa là 700W điện rồi. Thế nhưng mình thấy có lẽ là trên AMD hơi cẩn thận quá, họ sẽ nghĩ là người dùng sử dụng cái mẫu CPU tận 300W điện thì với 300W kết hợp 300W là 600 kết hợp với 200W để cho các hệ thống, các cái thành phần linh kiện khác nữa thì hoàn toàn có thể sử dụng bộ nguồn 850W rồi. Nhưng mà người dùng thường xuyên try hard ép sung nữa, thế nên bộ nguồn phải mạnh mẽ hơn một chút. Bạn nào mà thừa tiền thì theo như mình hoàn toàn có thể mua bộ nguồn công suất thực là 1000W luôn được để ép sung cho thoải mái. Và mình cần khuyến cáo với các bạn một điều là các bạn có thể search được thông tin với từ khóa là AMD RX 6900 XT Special Requirement và các bạn sẽ thấy được là bộ nguồn ở những trang web khác sẽ ghi, có những trang web chỉ ghi là bộ nguồn công suất khuyến cáo là 550W. Mình thấy thực sự là không nên lựa chọn như vậy, kể cả cái mẫu card đồ họa đây mình đang có là phiên bản tham chiếu thôi, chứ là chưa phải phiên bản gọi là ép sung các thứ gì cả, cũng đã ăn tới 250W rồi. Khi các bạn cộng thêm hệ thống giờ khoảng chừng 200W nữa là 450W, tức là bộ nguồn 550W các bạn chỉ sử dụng các mẫu CPU đời thấp, ví dụ như kiểu CPU AMD Ryzen 3 hoặc là CPU AMD Ryzen 5. Thế nhưng các bạn không được ép sung, chỉ chạy được với sung nhịp gọi là boost tối đa của CPU đấy thôi. Mình thấy như vậy thì dùng gọi là tự bó buộc bản thân hoặc là tự gây nghẹn cổ chai cho hệ thống của chính các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tập trung vào những thông số chính đi. Card đồ họa AMD RX 6900 XT là Big Navi được trang bị 5120 nhân Stream Processor, tương tự với nhân CUDA Core của NVIDIA ấy, tức là nhân để có thể là xử lý các cái tác vụ liên quan tới đồ họa 3D là 5120 nhân xử lý các cái tác vụ liên quan tới Ray Tracing cũng có luôn. Năm nay thì AMD thêm được tương đối nhiều tính năng. Thế nhưng mà khi mình test game thực tế đối với tính năng Ray Tracing thì mình cũng gọi là tính năng Ray Tracing đi, thì FPS đưa ra lại không thực sự ấn tượng so với đội xanh, bởi vì đội xanh có tính năng DLSS và ở AMD cũng một tính năng tương tự như vậy. Mình sẽ để tên ở ngay bên dưới đây bởi vì tên tiếng Anh hơi khó đọc một chút. Thế nhưng mà khi mình bật cái tính năng gọi là giúp cho FPS đẩy lên cao hơn, nhưng mà thực tế ra mình thấy không cao hơn bao nhiêu cả, mình không biết rõ không phải dùng thêm một cái tool nào nữa không. Thế nhưng mà khi mình bật với không bật, kết quả gần như là không sự thay đổi quá nhiều. Mình nghĩ chúng ta sẽ cần thêm từ 1 tới 2 năm nữa để tính năng đấy có thể hiệu quả hơn, thì khi đấy các bạn chơi game trên độ phân giải cao thì FPS cao sẽ được tốt hơn. Rồi, thì liên quan tới cái phần màn hình khi sử dụng card đồ họa sẽ như nào. Màn hình các bạn có thể lựa chọn màn hình kích thước bao nhiêu inch thì đấy là nhu cầu của các bạn rồi. Còn về độ phân giải Full HD chắc chắn là sẽ không phải lựa chọn rồi. Tầm này cạc 30 triệu trên game độ giải Full HD thì buồn cười lắm. Nhưng mà nếu như bạn làm một cái màn hình Full HD rồi thật là cao, ví dụ kiểu là 360Hz đi thì vẫn ok, vẫn có thể sử dụng được bởi vì tần số quét cao mà. Còn màn hình có độ phân giải 2K 240Hz thì hoàn toàn ok. Còn đối với màn hình 4K, màn hình 4K thì các bạn cần phải lựa chọn setting một chút. Mặc dù K có hiệu năng tương đối ấn tượng, hoàn toàn nằm giữa được hiệu năng của RTX 3080 và RTX 3090. Thế nhưng chơi game trên độ phân giải 4K nó vẫn là một bài toán tương đối khó giải nếu như các bạn có một màn hình có tần số quét cao. Còn màn hình tần số quét khoảng 60 tới 75 Hz thì ok, không vấn đề gì cả. Và để test được hệ thống thì mình quyết định lựa chọn cái combo sao cho tối ưu nhất để không một nghẽn thủ nào có thể kêu hệ thống gây nghẽn cổ chai rồi. CPU được mình lựa chọn sẽ là CPU AMD Ryzen 7 5800X, bộ máy chủ X570, 16GB RAM, bus RAM là 3200. Bởi vì các bạn biết đấy, CPU của AMD bus RAM thì càng cao càng tốt và tối ưu nhất là từ 3000 tới 3006. Thế nên mình lựa chọn bus RAM ở giữa là bus RAM 3200 để sao cho tối ưu nhất. Và phần card đồ họa được trang bị PCIe 4.0 X16 và main các thứ chip cũng có hỗ trợ PCIe 4.0 luôn. Vậy là không còn bất kỳ một vấn đề nào liên quan tới vấn đề nghẽn cổ chai nữa. Hoặc thậm chí bộ nguồn đi, bộ nguồn được mình trang bị là bộ nguồn 850W công suất thực. Thế nên hệ thống sẽ không gặp bất kỳ một hiện tượng nào cả. Và kể cả hệ thống tản nhiệt cho CPU, mình cũng được trang bị hệ thống tản nhiệt nước luôn để CPU không nóng. Nói chung là không có một lý do nào để gây nghẽn cổ chai cả. Các nghẽn thủ không có lý do nào để nói CPU AMD gây nghẽn cổ chai cho card đồ họa hay card đồ họa không tận dụng hết hiệu năng của CPU. Và như các bạn có thể thấy được là trong toàn bộ quá trình trải hiệu năng trên độ phân giải 4K, FPS không thực sự là quá cao, bởi vì thực sự bây giờ nhá, các bạn chơi game trên độ phân giải 4K vẫn là một bài toán khó, và bài toán khó chúng ta cần những mẫu card đồ họa giống như kiểu RX 6900 XT để có thể giải. Card đồ họa AMD mới ra mắt trong khoảng nửa năm đầu ra mắt thôi thì driver thực sự là mình thấy không được tối ưu cho lắm, thì sau đấy khoảng nửa năm driver sẽ được tối ưu hơn, bởi vì là đề xuất đến tận 300W, trong khi đấy mình test xử bằng Furmark hay khi chơi game thì điện năng tiêu thụ của card đồ họa sẽ rơi khoảng chừng 250W tới khoảng độ 260W điện, thì với ngần ấy điện năng thì vẫn còn kém hơn khoảng độ 20% khi so với đề xuất của hãng. Dù sao đấy chỉ là phiên bản tham chiếu phiên bản Founder Edition tới từ hãng mà thôi, các phiên bản custom lại thì điện năng tiêu thụ chắc chắn sẽ cao hơn, hoặc thậm chí có thể vượt qua được 300W, thì khi đấy hiệu năng chơi game anh em sẽ cải thiện từ 5 tới 10%. Mình tin tưởng vào điều đấy. Và một điều nữa ảnh hưởng tới quyết định mua, đó chính là đối tượng nào hay ai sẽ là người mua card đồ họa RX 6900 XT. Theo như mình, những bạn nào đang làm 3D cần những cái công việc xử lý cần nhiều VRAM nhất thì nên chọn một lựa, bởi vì có tận 16GB VRAM GDDR6 tốc độ rất cao và sẽ xuất được nhiều màn hình. Những bạn nào mà sử dụng có cái máy quay Blackmagic chẳng hạn, hoặc là sử dụng các cái phần mềm như kiểu DaVinci Resolve cần chỉnh sửa màu hay xuất nhiều màn hình thì AMD là lựa chọn rất tốt. Hoặc là những bạn nào mà lựa chọn sử dụng về Adobe Premiere chẳng hạn, bây giờ Adobe cũng hỗ trợ cả của AMD rồi. Nói chung là hết lý do để các cái ông fanboy biện hộ để không mua đồ của AMD rồi, lựa chọn là mỗi bạn thôi. À, một điều nữa vô cùng ấn tượng là card đồ họa phiên bản tham chiếu năm nay lại có cổng USB Type-C. USB Type-C bây giờ len lỏi vào bất cứ một cái ngóc ngách nào các cái sản phẩm bạn lựa chọn, từ màn hình, bàn phím hay laptop, nói chung sản phẩm nào cũng có cổng USB Type-C. Và sử dụng cổng USB Type-C chỉ cần duy nhất một dây ngắn ngắn thôi, cắm từ card vào màn hình, và thế là các bạn có thể xuất hình, không phải lằng nhằng lại quay xem cổng HDMI hay DisplayPort đã cắm đúng chiều hay chưa. Với USB Type-C sự tiện lợi đã tăng lên rõ ràng. Và nếu như bạn có khoảng hơn 30 triệu đồng thì liệu các bạn có chọn lựa RX 6900 XT hay không, hay ít tiền hơn chọn lựa các phiên bản như kiểu RX 6800 XT hay RX 6800, thì hãy để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận cho chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.